Tính đến năm 2022, Việt Nam có hơn 100 ca sĩ, nghệ sĩ đang hoạt động, người hát hay còn nhiều hơn nữa. Trong số đó có 15 người hiện ẩn mình trong diện mạo khác. Làm thế nào để biết họ là ai khi manh mối duy nhất là giọng hát? Thử thách này nó rất là khó, cho nên con mắt của em đã luyện có thể nhìn thấy được 10 trên 10. Em là có khả năng nhìn xuyên thấu luôn. Hả? Suy đoán của em, logic. Tôi là một người khiêm tốn. Ngày hôm nay tôi đã sẵn sàng bước vào thế giới của mặt nạ. Và tôi quyết tâm sẽ lột trần mặt nạ. Bây giờ nghệ sĩ hòa tấu tôi còn biết, thì ca sĩ nào giấu mặt được như tôi à? Wow. Chúng tôi là The Illuminati. Mạnh dạng đoán Đông Nhi, Hương Tràm, Bích Phương, Tài Bác. Có bao giờ là Hoàng Thùy Linh không? Em biết là ai rồi, trời. Trước khi tiếp tục chương trình, em cho cái lòng nhốt tiên lợi. Nhưng em vậy không cách nào. Hồi nãy em nghĩ ra mà em lại không. Em đã phán đoán đúng rồi. Thành công vang dội từ nhiều nước. Đây là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Chỉ có tóc tiên mà nó vẫn còn ngơ ngác giữa chợ đời. Đọc lại trí nhớ của chị đi. Chị bỏ anh Tuliver ra một chút đi. Đại phá mạng xã hội. Cái thở đầu rất là Mr. Siro, nhưng nó cao sáng lắm. Chúc Nhân. Ê, ê, who you are? Phượng Hoàng lên sân khấu, cả sân khấu này đỏ rực luôn. Qua Huy nói dòng nhung là hoàn toàn có cơ sở luôn. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào tôi. Đúng chưa? Chưa. Nam châm thu hút triệu lượt xem. I got it, I got it, I got it. Anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Đây là lúc chúng ta biết được nhân vật thực sự đằng sau lớp màn ảnh là ai. Nếu như người này mà tôi sai thì tôi không có mặt mũi nghe nhạc nữa. Tới mức độ đó thì phải hiểu. Em mà sai là em bỏ nghề luôn á. Em chẳng vậy. Ủa, trời ơi. Đã cá, phải cá như vậy nha anh. Chào chị tôi. Cái này là sao rồi? Là phải chắc chắn 100% luôn. 200% luôn. Mở ra, 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 mở ra. Và đó là